Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình cái cây gãi lưng này. Cây gãi lưng mình thì không dùng nữa. Thì hôm nay là mình sẽ chế một chiếc lá nhé. Thì các bạn nhớ theo dõi xem là thành quả như thế nào nhé. Thì cái phần này nó hơi mỏng này, thì mình sẽ lấy một cái đoạn ống nhựa PE1 này, thì mình sẽ làm cho nó dẹp ra nhé. Nó dẹp ra thì mình ốp vào đây. Sau khi chúng ta dán nó chắc chắn rồi, loại bỏ những cái phần thừa nhé. Cái ít ấy, nó mỏng quá nó tiếng ta đệm thêm một cái mảnh nhựa vào nhé. Sau khi chúng ta gấn nhá, thì chúng ta sẽ đổ hết qua lại một lượt. Đấy, hết lại một lượt. Đấy, sau đó chúng ta mang phơi nắng cho nó nhanh khô, vì là cái lượng keo nó còn ướt. Các bạn xem là trời nắng nó rất là nhanh khô nhé. Trời nắng rất là nhanh khô nên là cái lá mình phơi nó rất là nhanh khô. Nó chỉ tầm vòng tầm 5 phút thôi là nó đã khô rồi, nó khô cứng keo rồi, thì mình làm nó dễ. Đây là hai cái mũ đồng này. Thì bây giờ là mình sẽ quấn cái phần này trước nhé. Đây mình có cái cuộn đồng này. Cuộn đồng thì mình sẽ quấn vào đây để nó chắc chắn hơn một chút. Lại mang phơi nắng thôi. Lại mang phơi nắng thôi. Em mang phơi nắng các bạn nhé. Sau khi là mình mài hết tất cả đi, hoặc là đi, thì mình đóng hai cái bình đồng vào đây, thì là nó còn những cái hở này các bạn này. Đấy, nó còn những cái hở này. Bây giờ mình sẽ lấy cái giấy mình nhét vào đó, xong mình nhỏ cái con voi vào đó, thì trông nó sẽ đẹp hơn và chắc chắn hơn. Đây cái giấy, đây giấy vệ sinh đó. Thì cái này thì nhỏ vào nó cũng cứng lắm, nên là các bạn cứ dùng các bạn nhỏ vào nhá. Đấy, nhét vào cho nó chặt, nó khít tất cả. Không thì các bạn lấy bông các bạn nhét được, nên là mình dùng giấy cho nhanh. Đấy, các bạn cứ nhét vào, nhét kín rồi. Nó thừa ra thì cạnh nó tính mài không, không quan trọng. Đây mình nhấc nó cũng được gần như xong rồi. Thì cái phần nào mà chúng ta muốn thêm vào, chúng ta cứ ve ve vào. Ve ve cái giấy rồi thêm vào. Chúng ta lấy cái móng tay chúng ta ấn vào. Đấy, thì nó sẽ che đi những cái điểm khuyết. Đây, chúng ta sẽ nhỏ keo keo bốn nó quanh cho nó cứng. Đây nó cũng đã khô rồi, gần như là khô rồi, thì mình mài đi. Muốn đẹp hơn ấy, thì lấy cái giáp mịn này, thì chúng ta đánh qua đây một chút thì nó sẽ bóng hơn. Đây là sơn sơn mài đấy, sơn đầu gọi là sơn đầu. Thì mình sẽ sơn nó cùng gần gần như cái màu nhựa này nhé. Phần đầu mình để cho nó nổi. Đó. Mình đã sơn xong nhé. Nó đã gần khô đấy các bạn. Các bạn thấy không? Nếu mà làm đấy thì trong vòng khoảng tầm hơn tiếng là đã có lá để mà đi bắn rồi nhá. Thì cái đồ đạc mình vừa đã làm vẫn để nguyên này. Đấy thì mình phơi đây. Bữa nắng cái nắm này cơ. Giờ là xe ra đến lúc này là mình cho đây, thì nó gần khô này. Đấy, nếu các bạn mà không sơn ấy, thì các bạn thì bắn được luôn.
thì mình muốn đẹp đẹp chút thì mình để cho nó khô. Các bạn nhìn thấy gì không? Đây, may quá này, có đồ để mà thí nghiệm lá luôn nha các bạn này. Đấy thì mình cũng không biết đâu. Đấy, con rôi à. Đấy, nó cứ đứng ngoài cổng, nó cứ đứng lắm này. Nó cứ đứng lắm này, nó kiểu nó sủa sủa, à, nó kiểu rình vô cái gì trong này đấy. Mình tưởng là con rắn nó rết gì cơ. Thế là mình đi ra mình tìm nha. Thì cái bẫy thì mình đặt đêm mấy hôm rồi này. Ngày xưa nước này đặt mấy hôm nó không đóng, hôm nay nó không đóng từ trong này. Đấy. Thì là có đồ cắt chát lá luôn cho các bạn nhé. Thì cái lá của mình thì nó đã khô này. Nên nó đã khô rồi. Đó, các bạn nhìn xem. Ok chưa? Nó khá là ok. Thì đồ chế thì gọc cái gì chế đấy thì nó chỉ được như thế này thôi. Đó. Thì các bạn thông cảm nhé. Nếu không đẹp thì các bạn thông cảm. Bây giờ mình sẽ buộc lá, mình sẽ chặt luôn với con tí này nhé. Đấy, chặt luôn con tí này xem như thế nào. Ồ, cắn cho gì? Tí chú cho bắn nhá. Này, chú mới chế cái lá gãy lưng này. Truyền thống này đấy, cái lá này đấy, thì cái lỗ giữa này nó vào chuột nó thẳng đây đó mày. Đây khả năng ôi ấy chết chúng rồi bạn. Lá gãy lưng của mình ấy. Đấy, lá gãy lưng này. Bây giờ cho bố bắn nhá. Con chuột này mạng lớn phết. Lớn không? Mạng lớn không? Ừ. 10 viên kiểu gì phải trúng 1 viên nhé. Bắn cho đất tây chun cũng phải trúng. Đó không bố? Đứng gần nữa con. Ờ từ từ. Vậy thì chết nó. Bắn trúng dây. Bắt được à? Gần lại vậy bắt được à? Bây giờ chỉ còn là 2 mét thôi đấy nhá. Gần vậy thì chỉ bây giờ chỉ còn 2 mét thôi đấy. Tí mà bắn nhát nửa này mà không trúng cho 1 mét nhá. Ngắm kỹ, chặt về giữa, thế mà chưa được, ngắm ngay cái chạc, lỗ chạc phải giữa con chuột, đấy, ngắm kỹ, đấy gần trúng, ngắm kỹ mà. Xong rồi nó lại lay một bên. Thì bắn xem thì nó phải vậy, ngắm mà kỹ, chuẩn, lá phải thẳng con chuột. Từ từ ngắm kỹ. Ui giời. Vậy giờ cho đứng một mét nha. Nha. Chắc bay đầu luôn. Khả năng đứng bên này đi. Đứng bên này đi. Đứng bên này ánh sáng đi. Khả năng. Trời. Một mét xuống. Từ một mét lại hít. Đấy, bây giờ bắn ngắm vậy, bây giờ đứng lại, đứng xa nó 2 mét. Đấy. Giờ lại đứng xa nó 2 mét. Đấy, trúng. Rồi. Trúng luôn.
Đóng chuột nữa. Thì bây giờ thì mình cũng mang sẽ đi bắn cá. Mang sư tử luôn để nó đầu thai. Chào bạn đi Bộc. Chào bạn. Hẹn gặp lại nhé.